Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh ABCLam của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này. Thì cái video ngày hôm nay á, Lâm muốn quay lại cái cảnh mà Lâm làm phân á, nén phân để mà bán cho các bạn mà hay là cô chú anh chị mình có sử dụng qua đó. Thì hôm nay Lâm cũng muốn quay lại cái cảnh mà cái lúc mà ủ phân và cái lúc mà để phân vào cái máy nén. Thì Lâm không có làm ở nhà mà cái này thì Lâm nhờ bác Năm ở gần nhà, là bác Năm có nuôi dế rồi nuôi con ấu trùng lính đen. Thì hôm nay thì Lâm quay cái cảnh mà nén phân là phân trùng quế trước. Phân trùng quế là Lâm mua về rồi Lâm mới là ủ xong rồi mới đem phơi cho nó ráo rồi mới sàn lại cho nó bớt đi mấy nói chung là những cái vật cứng á, đẩy vô máy thì cho nó bị nó có thể là nó nếu mà có những vật cứng thì nó hư máy. Thì sàn xong mới đem vô nén viên lại rồi mới bán. Thì hôm nay thì xin mời các bạn xem cái việc mà Lâm nén cái phân trùng quế như thế nào, rồi cũng mời các bạn đi xem cái chỗ mà là chỗ bác Năm ủ phân của con ốc trùng lính đen á. Thì phân hữu cơ thì Lâm có hai loại, có hai loại là Lâm tự làm, đó là phân trùng quế và phân ốc trùng lính đen. Còn mà phân mà mua á, thì có phân hữu cơ Nhật ha, có phân hữu cơ Nhật. Còn hai cái loại này là phân Lâm tự làm. Nói chung cũng nói là tự vậy thôi nhưng mà cũng không có đúng lắm, là cũng nhờ bác Năm làm. Thì bác Năm ở đây có nuôi dế thì cũng nhờ Lâm làm. Bác Năm cứ bán đi. Tại vì bác Năm bán dế nên một lát nữa thì cũng xin mời các bạn vào tham quan cái chuồng dế của bác Năm ha. Tại bác Năm cũng có nhờ Lâm là quay hết những cái chuồng dế như thế này. Tại vì bác Năm mới bắt đầu nuôi dế và nuôi thành công rồi, và cũng chia sẻ cái việc mà nuôi dế lại cho mọi người, chia sẻ cái cách mà bác Năm nuôi dế, những cái gì mà gặp, những cái gì vướng mắt và thất bại. Thì bác Năm ở đây cũng có bán giống luôn, cũng có bán giống dế luôn. Thì bác Năm cũng nhờ Lâm là coi như là giới thiệu quảng cáo dành cho bác Năm. Thì hôm nay cũng nhân tiện làm cái video làm phân và cũng quay sơ bộ cái chuồng dế nơi bác Năm nuôi dế để mà chia sẻ cho mọi người. Thì Lâm làm cái kênh này cũng muốn chia sẻ những gì mà Lâm thấy hữu ích cho mọi người thôi. Thì bác Năm nhờ Lâm thì Lâm làm thôi. Thì cũng mong các bạn là có theo dõi. Nếu mà bạn nào có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới video này về cái việc mà nuôi dế á. Thì Lâm nữa sau này khi mà làm những video về kỹ thuật nuôi dế thì sẽ để cho bác Năm, thì bác Năm sẽ hướng dẫn, bác Năm chia sẻ cho các bạn. Lâm thì chỉ biết về lan thôi ha, Lâm chỉ biết về lan thôi. Thì bây giờ có nhà bác Năm nhờ thì Lâm làm ha. Thì bây giờ xin mời các bạn qua xem cái phân trùng quế ha. Đây nè, bác Năm đang bán dế nè. Còn đây là cái phân trùng quế nè ha. Lúc mà chưa có nén viên thì nó dạng như thế này. Đó, chưa nén viên. Và sau đây là đây đã nén viên ra một mớ rồi ha. Đã ve viên ra một mớ rồi. Đây là phân trùng quế nha các bạn. Bây giờ Lâm sẽ dẫn các bạn đi xem nơi mà chỗ mà ủ cái phân ấu trùng của lính đen, rồi một lát nữa mình sẽ quay lại để mình nén cái phân trùng quế này. Để xin mời các bạn theo Lâm ha. Con đi ra xa các bác Năm. Đi. Không cần tắt đâu, đi luôn. Đây, chỗ này có bán dế giống. Đây nè các bạn. Thì mình đi dài ra phía sau này, phía sau bác Năm ủ men vi sinh ở sau ha. Thì cái men vi sinh này là Lâm mang lại cho bác Năm ha, cho bác Năm ủ để tăng cái hàm lượng hữu cơ, tăng cái hàm lượng chất dinh dưỡng lên để mình bón cho cây cho nó tốt. Đó, tại vì cái phân ấu trùng lính đen này là lâu lâu mới có một lần chứ không có hoài, tại vì mình nuôi không có phải nuôi số lượng lớn. Nhưng mà ủ thì nó mất thời gian là hơi lâu nữa. Đây. Đây, mời các bạn xem nha. Đó. Đây, mời các bạn xem nè. Đây là nơi ủ phân của ấu trùng quế lính đen nè. Lúc mà ủ nó rất là nóng nha. Lúc mà ủ là nóng, nó bốc khói luôn á. Các bạn để tay vô là các bạn cảm giác nó rất là nóng. Bây giờ nó bớt nóng rồi, tại vì đã qua hơn nửa tháng nay rồi, ủ hơn nửa tháng nay rồi. Cái này á là mình chưa có nén viên liền, cái này là mình phải đem phơi xong mình mới sàn nữa. Đó, chứ không phải là đem ra là nén viên liền được, mình phải phơi rồi phải sàn mấy cái cặn bã ra rồi nữa là mình mới nén viên. Hả? Rồi bây giờ mình mình sẽ ra chỗ kia để mình ra đằng trước lúc nãy đó để mình xem lại cái việc mà nén như thế nào, cái nén viên như thế nào. Thì nén viên thì rất là dễ thôi, tại vì cái máy đó mình chỉ cần đổ vô là nó ve viên ra thôi, chứ nó không có gì là khó hết, máy móc nó làm hết. Đây đó, ở dưới quê đi là thấy là toàn là cỏ không ha, dưới quê mà rất là thoải mái, không có xô bồ như trên thành phố. Đây đây rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ve duyên ha, Bác Năm vô đi. Đó, đây cái việc ve duyên nó chỉ vậy thôi. Đây Bác Năm đó, khi bật cái máy lên rồi mình đổ phân vô. Đó, đổ phân vô đây, bắt đầu cái máy nó sẽ tự ve duyên ra. Như các bạn thấy ha, đây là khi nó đã ve viên ra rồi ha. Nó rất là nóng nha các bạn, nóng lắm, thấy nó vậy tại vì khi mà ve viên á, nó ma sát, cái độ ma sát nó rất là lớn, nó rất là nóng. Cái phân trùng quế này á, là nó không có, khi mà ve viên ra nó không có nóng bằng cái phân ấu trùng lính đen, tại vì phân của cái ấu trùng lính đen nó có một cái chất keo nữa làm cho cái việc độ ma sát nó càng tăng lên, nó rất là nóng, là mình thấy nó bốc khói luôn. Còn thằng phân trùng quế này là không thấy bốc khói, phân trùng quế này nó chỉ nóng thôi, còn cái phân ấu trùng quế đen thì nó bốc khói luôn. Mình nhìn để lần sau mà có nén phân ấu trùng quế đen thì Lâm sẽ quay cho các bạn xem, là các bạn thấy là nó bốc khói luôn. Đó, cái việc nó chỉ đơn giản như thôi. Thì làm video này để cho các bạn thấy là làm ra một ký phân không phải là chuyện dễ, tại vì khi mà đi mua phân về, mua xong về là phải ủ ha, mua xong về phải ủ rồi mới đem phơi, phơi xong rồi phải sàn xong mới bỏ vô máy xay. Thật sự nó rất là nhiều công đoạn, mất cái sức lao động, mất cái công lao động rất là nhiều ha, thật ra nó không, cái tiền phân không bao nhiêu nhưng mà cái công lao động á, công lao động thì nó chiếm rất là nhiều. Đó, cái việc mà nén phân thì chỉ như vậy thôi. Bây giờ khi mà nén xong như vậy phải đổ ra phơi nữa, chứ không phải là nén xong như vậy là đem đi tiêu thụ liền được. Nén xong là phải đổ ra phơi, tại vì nó còn cái hơi ẩm, nó phải bơi cho bớt ẩm đi, để không thôi là nó bị hư, nó đóng hơi nước đó, nó bị ẩm, nó bị bể hết, nó bị gã phân hết, phải phơi xong. Đây, còn đây là những cái chuồng dế của Bác Năm nè ha, Bác Năm nuôi dế. Thì ở đây thì đây là những con dế nhỏ nè, cái này em nở được bao nhiêu ngày Bác Năm? Cái này là những con dế như thế này là nở được 4 ngày nè các bạn. Hả? Ở đây thì mình thấy nó bự hơn, chắc nó nở được lâu hơn, nở thời gian nó lâu hơn. Mình thấy nuôi nó cũng rất là đơn giản, cho nó ăn. Cái này hình như là cây khoai mì, lá khoai mì. Đây, những cái chuồng này là những cái chuồng trống này là đã thu hoạch xong rồi nè, đã bán cho mấy người ta đi câu, hay là người ta đi mua về cho chim ăn, hay là cho gà ăn, hay là nói chung là cho cá ăn, thì rất là nhiều, công dụng của nó rất là nhiều. Đây cái chuồng này chuồng lớn nè, những con dế này lớn hết rồi. À, bây giờ là Bác Năm đang bơm nước để cho đổ cho nó phun cho nó uống. Các bạn thấy ha, bây giờ nó rất là ít trên này, khi mà phun nước một lát phun xong nó sẽ lên rất là nhiều, nó lên nó uống nước các bạn. Nó hết không vậy ăn rồi, hết chưa con, hết chưa? Tràn ở ngoài không? Đầy không? Đây để Lâm đi sơ qua một vòng cho các bạn xem ha. Đây là những cái chuồng dế. Cái này nở mấy ngày đó không? Cái này nở 7 ngày. Cái này nở 7 ngày nè, các bạn xem ha. Đây đó, rất là nhiều đó. Đây đó. Ở đây chỉ là một số ít thôi, tại vì Bác Năm còn nuôi ở chỗ những cái cũng có những cái người khác nuôi nữa, là cùng chung làm chung vậy nè, rồi người chung với nhau. Đây bên này thì mời các bạn qua xem cái chuồng dế đẻ ha. Đây, nhà ở tận dụng nuôi dế luôn, phòng ngủ tận dụng làm cho cái chuồng dế đẻ. Đây ha, dế này nó lên rất là ít. Những cái khay này là cái khay trứng nè, nó để cho đẻ trứng nè. Khay trong đó là chỉ là cái bột dừa thôi, chỉ là bột dừa thôi. Thì bác Năm ở đây là bác Năm có bán trứng giống, trứng mà để chúng ta làm giống á, thì bác Năm có bán này rồi.